Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cú đâm trực diện tàu USS Mỹ lên tàu hải dương 10 của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, nhận thấy sự hung hăng, nguy hiểm của nhóm tàu Trung Quốc gồm tàu khảo sát Hải Dương 10, tàu hải cảnh, tàu tân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang đang có những hành động nguy hiểm cho tuyến hàng hải ở Biển Đông. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng, Hải quân của Mỹ đã điều nhóm tàu tác chiến, tàu tuần duyên, tàu khu trục, tàu sân bay USS và lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu cùng tên lửa tiến vào khu vực Biển Đông để ngăn chặn những hành động gây nguy hiểm, cũng như răn đe các nhóm tàu nói trên của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Hải quân thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ cũng muốn gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Bắc Kinh nên cho dừng ngay những hành động phi pháp và ngang tàng trên Biển Đông ngay lập tức. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không những không cho dừng lại những hành động trên, mà phía Bắc Kinh đã chỉ huy những đội tàu nói trên chống trả quyết liệt các tàu của Mỹ. Các tàu nói trên của phía Trung Quốc còn chặn các mặt tàu khu trục của Hoa Kỳ và tạo ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa nhóm tàu của Hoa Kỳ và nhóm tàu của Trung Quốc. Đã có lúc, nhóm tàu của Mỹ gần như đã đâm chính diện con tàu khảo sát Hải Dương 10 của phía Trung Quốc. Và theo trang thông tin hàng hải quốc tế cho biết, tàu chiến Trung Quốc hành động quyết liệt, bất ngờ, dường như để phát tín hiệu mạnh tới Mỹ sau một loạt căng thẳng song phương ở trên Biển Đông. Được biết, tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa qua đã tiến vào vùng Biển Đông và trong phạm vi 12 hải lý quanh quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, được bồi đắp phi pháp trên bãi đá Gia Bên thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ thường xuyên được thực hiện trong vòng nhiều năm qua theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời nhằm phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong chuyến tuần tra này, tàu chiến của Mỹ đã gặp phải phản ứng bất ngờ từ phía Trung Quốc khi Bắc Kinh liên tục cho nhóm tàu nói trên áp sát các tàu chiến của Mỹ và đã có những lúc hai tàu của hai bên đã áp sát vào nhau, gây ra sự va chạm nhẹ và suýt chút nữa thì tàu khu trục của Mỹ đã đâm chính diện tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc. Nếu lúc đó tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc không phi nhanh cắt mặt thì chắc chắn rằng đã bị tàu khu trục của Mỹ đâm chìm nghỉm ở ngoài Biển Đông rồi. Cuộc bám sát và rượt đuổi giữa nhóm tàu của Mỹ và nhóm tàu của Trung Quốc diễn ra trên Biển Đông, sát hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc đang xây dựng và bồi đắp trái phép ở ngoài Biển Đông đã diễn ra một cách kịch liệt. Vào lúc thì nhóm tàu của Trung Quốc áp sát nhóm khu trục của Mỹ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì họ rất bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của phía tàu Trung Quốc vì trong những lần trước khi Mỹ thực hiện chiến dịch tuần tra hàng hải thường xuyên theo đúng luật pháp quốc tế thì Hải quân của Trung Quốc chỉ cho tàu bám theo từ khoảng cách xa và phát đi tín hiệu xua đuổi. Nhưng lần này phía Trung Quốc lại điều các nhóm tàu nói trên thực hiện những bước đi cực kỳ nguy hiểm. Có lúc thì các tàu của Trung Quốc đã chặn đầu các tàu khu trục của Mỹ và có những lúc thì các tàu của phía Trung Quốc chạy song song bám sát và định đâm húc vào đuôi của nhóm tàu khu trục của Mỹ. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm đã ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã nhiều lần điều tàu khu trục, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, tên lửa, lính thủy đánh bộ tiến vào Biển Đông ngay sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Hành động đó được Bộ Quốc phòng Mỹ và Hải quân Mỹ được cho là gây hấn với cả phía Trung Quốc và làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ cho rút ngay những cái tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ cũng như là máy bay chiến đấu ra khỏi vùng Biển Đông. Đặc biệt là ra khỏi phạm vi hải lý, cách hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc theo đúng luật pháp quốc tế. Được biết, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng quân đội của phía Trung Quốc sẽ đáp trả quyết liệt những hành động gây hấn của phía Mỹ tại những cái hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Hải quân của Mỹ đã công bố một loạt những ảnh chụp và cho thấy những cái hành động của Trung Quốc khi áp sát rồi vượt lên theo kiểu cắt mặt buộc tàu chiến của Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm sau hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, người đại diện Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngô Khiêm lại cho rằng sự kiện tàu khu trục của Trung Quốc chỉ tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác định theo luật rồi cảnh báo tàu của Mỹ rời đi. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc không đả động tới những thông tin hai bên có những hành động húc nhau và chèn ép nhau trên Biển Đông. Được biết, các quy tắc tiếp cận và giao chiến trên Biển Đông thường do Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định.
nên Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nêu rõ có vai trò trong việc phê chuẩn những quy tắc này. Theo các quy tắc trước đây, tàu Trung Quốc chỉ theo bám các tàu của Mỹ và không tiến tới ở khoảng cách quá gần. Phía Trung Quốc chỉ phản đối khi đối phương chủ động liên lạc. Còn bây giờ thì có vẻ như quy tắc đã bị thay đổi khi ông Tập Cận Bình chỉ đạo cho các tàu của Trung Quốc tiến sát lại gần tàu khu trục của Mỹ, cũng như áp sát và bám theo đuôi, thậm chí chạy cắt mặt để gây hấn. Nếu như hành động của Mỹ mà quá đà thì sẽ xảy ra xung đột, căng thẳng trên Biển Đông, thậm chí là xảy ra một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao phía Trung Quốc lại thay đổi cách tiếp cận cũng như ứng xử trên Biển Đông như vậy. Thì các chuyên gia giải thích rằng tại vì phía Trung Quốc muốn hành xử quyết liệt và bất ngờ với những tàu chiến của Mỹ khi cho rằng gần đây phía Bắc Kinh luôn có những bất bình với cả phía Washington khi liên quan tới tình hình căng thẳng thương mại, đặc biệt là việc mua bán vũ khí của Mỹ với cả Đài Loan. Phía Bắc Kinh cũng không muốn phía Mỹ nhúng tay nhiều vào vấn đề Biển Đông, mà phía Trung Quốc cho rằng Biển Đông là của Trung Quốc. Vì thế, những việc xảy ra xung đột cũng như căng thẳng trên Biển Đông sẽ tự nội bộ của phía Trung Quốc xử lý. Và nếu có phát sinh căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước ở khu vực Đông Nam Á, thì phía Trung Quốc sẽ tự đứng lên giải quyết chứ không muốn phía can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là phía Mỹ. Theo các nhà quan sát cho biết, thì tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi dưới thời Tổng thống ông Donald Trump và đến bây giờ là Tổng thống Joe Biden, khi ông liên tục áp những mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Và phía Trung Quốc cũng đã đáp trả mạnh mẽ, đẩy cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc gần 2 năm nay mà chưa có hồi kết. Và ngoài ra, tình hình ở Đài Loan, tình hình ở Hồng Kông cũng tạo ra cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi. Và vấn đề Biển Đông là trầm trọng nhất khi mà sự hiện diện của Mỹ ngày một dày đặc hơn dưới thời Tổng thống ông Joe Biden. Căng thẳng thương mại lên đến cao trào, Mỹ lại bồi thêm một đòn nữa với cả phía Trung Quốc khi quyết định trừng phạt một đơn vị quân đội của nước này vì hợp đồng mua tên lửa F-400 và tiêm kích Su-35 của Nga. Bắc Kinh cảnh báo phía Washington sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu như không rút lại lệnh trừng phạt với cả công ty của Trung Quốc. Cách hiểu duy nhất cho sự thay đổi này là phía Trung Quốc quyết định tận dụng mọi cơ hội để có thể phát đi tín hiệu tới chính quyền ông Joe Biden và coi đây là bằng chứng cho thấy căng thẳng song phương đang trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã có những tính toán rất kỹ để thông điệp phát đi đủ mạnh nhưng không làm bùng phát phản ứng quyết liệt từ phía Mỹ bởi vì họ nhận thấy rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm để đối phó với cả sức mạnh quân sự của Mỹ trên Biển Đông. Nhưng theo một số chuyên gia khác cho biết, ông Tập Cận Bình không muốn bị coi là yếu đuối trước người Mỹ và ông ấy muốn được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đó là thông điệp mà họ muốn chuyển đi khi phía Bắc Kinh liên tục gây hấn cũng như cản trở các hoạt động của Mỹ khi phía Hoa Kỳ cho tàu tuần tra, tuần duyên theo đúng luật pháp của quốc tế trên tuyến hàng hải ở Biển Đông. Và theo các chuyên gia nói rằng, nếu tình hình của phía Trung Quốc và Mỹ không được giải quyết sớm, thì khả năng một cuộc đụng độ xảy ra trên Biển Đông sẽ sắp diễn ra. Thưa quý vị, Biển Đông vẫn rất dậy sóng bởi vì tham vọng của Trung Quốc là rất lớn khi mà độc chiếm Biển Đông. Còn phía Mỹ thì không muốn phía Trung Quốc làm những điều vô lý và ngang ngược trên Biển Đông. Vì thế, Washington và Bắc Kinh luôn có sự đối đầu trên Biển Đông và chưa cho thấy một sự giàn hòa nào trong tương lai. Vì thế, Biển Đông sẽ rất dậy sóng trong thời gian sắp tới, chứ không thể nào mà yên ả được. Các thông tin mới nhất về Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.